Tỷ phú Vương Phạm lần đầu nhắc đến Quabert sau tin nghỉ chơi, kể về thời ở tận đáy xã hội. Triệu phú đô la Vương Phạm, tên thật là Phạm Đình Quốc Vương, không phải là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng. Nam YouTuber sinh năm 1991 từng thân thiết, xuất hiện thường xuyên trong các clip của Quabert. Tuy nhiên, sau một số chuyện ồn ào, cặp đôi không còn ở bên nhau. Mới đây, YouTuber Vương Phạm thu hút sự chú ý của dân mạng khi tham gia talk show Triệu phú công nghệ và hành trình khởi nghiệp tại một trường đại học. Theo đó, anh chia sẻ về cuộc đời mình phải trải qua nhiều vấp ngã mới có được thành công như ngày nay. Vương Phạm cho biết, anh sang Mỹ vào năm 16 tuổi. Lúc đó Vương Phạm chưa có gì cả, chưa vợ, chưa người yêu, cũng chưa có tiền. Như các bạn sinh viên khác, anh làm phục vụ bàn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tình cờ, anh bắt gặp một vị khách bán hàng online trên một sàn thương mại điện tử. Vào 14 năm trước, kiếm tiền trực tuyến là một điều khá xa lạ với người dân bình thường. Từ đó tôi có ý tưởng kinh doanh online và bắt đầu thực hiện ước mơ. Với vốn khởi nghiệp 5 đô từ một người em, tôi bán game Pokemon trên sàn thương mại điện tử. Tôi lời được 15 đô. Lúc đó tôi nghĩ kiếm 15 đô sao dễ vậy. Mình bưng nhà hàng cả ngày, lương có 2,99 đô. Tính thêm tiền boa thì khoảng 5,6 đô. Vì thế tôi quyết định xin nghỉ việc để bán hàng online. Vương Phạm tâm sự. Sau một thời gian, nam YouTuber kiếm được 5.000 đô đầu tiên trong đời, rồi 1 triệu đô, anh dùng tiền đó mua nhà. Dù vậy, anh cũng đối mặt với một số khó khăn trên quá trình khởi nghiệp. Có lúc ở tận đáy xã hội, bạn bè thân thiết hay bạn gái đều bỏ tôi hết. Tuy nhiên, tôi may mắn tìm được vợ mình bây giờ. Khi đó, tôi bệnh, nằm viện 10 ngày, chỉ có mình vợ đi thăm thôi. Ra viện về thì tôi xin được cưới cô ấy. Đáng chú ý vì là du học sinh bán hàng online nên anh không hiểu rõ luật. Một ngày, Vương Phạm bị cảnh sát thông báo tiền thuế anh thiếu lên đến cả triệu đô. Tôi sợ lắm vì với số tiền thiếu đó phải ở tù một thời gian chứ không đùa. Muốn về Việt Nam cũng hơi khó, Vương Phạm bày tỏ. Sau đó tôi mướn kế toán, kiểm toán và luật sư để làm sổ sách và thuế. Lúc đó tiền thuế phải đóng là 500 đô, tiền thuế luật sư là 5.000 đô. Từ đó về sau, tôi đóng thuế đầy đủ, anh nói thêm. Khởi nghiệp từ việc kinh doanh online, Vương Phạm hiện là chủ của công ty marketing, từng lọt top 5.000 công ty phát triển nhanh nhất nước Mỹ. Ngoài ra anh còn lấn sân sang mảng xây dựng và nông trại. Bà xã anh là người đẹp Brenda Lam, tên tiếng Việt là Nhi. Dù giàu có nhưng Vương Phạm vẫn giữ vẻ ngoài giản dị và cuộc sống khá bình dân. Các clip YouTube của anh được nhiều bạn trẻ yêu mến và ủng hộ. Cách đây không lâu, anh gây chú ý khi đăng tải video review xe tăng mua vì thích. Tại cuộc trò chuyện này, triệu phú đô la lần đầu nhắc đến Quabert. Theo đó, ngoài người bạn Johnny Đặng đã bị Quabert gạch mặt, nhiều người cũng vô cùng tò mò về quan hệ hiện tại của nam YouTuber và Vương Phạm. Có nhiều đồn đoán cho rằng họ đã nghỉ chơi nhưng người trong cuộc chưa từng lên tiếng. Qua đây, Vương Phạm khẳng định, nhờ có Quabert, tên tuổi của anh được nhiều người biết đến hơn. Anh tâm sự trên tờ Trí Thức Trẻ. Đây là thông tin chính xác, hồi nào đến giờ mình chỉ làm thôi chứ không để ý nhiều. Sau này khi Khoa sang Mỹ thì mình có liên hệ với bạn ấy đến chơi, review trang trại của Vương. Và điều này làm cuộc sống của Vương hơi đảo lộn. Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả hai, Vương Phạm cho hay anh chỉ muốn yên ổn làm ăn, trong khi Quabert lại là người nổi tiếng. Bởi vậy anh không muốn mối quan hệ này làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Bản thân Vương không muốn nói nhiều về cuộc sống của Khoa. Các bạn nếu có thắc mắc gì, cứ theo dõi kênh của Khoa thì từ từ sẽ có câu trả lời. Vương chỉ muốn yên tĩnh làm ăn, nhiều khi nổi tiếng quá nó dở chứ không phải hay. Triệu phú đô la chia sẻ thêm với tờ báo trên.